Nguyễn Tư Dân Tiên Phần 3 Trước xem đời của giảng Kim Lai Trào gia nghĩ nào ai có rõ Đời ma quỷ nhiều loài săn cỏ Đất đồng nai đèn đỏ ai tường Ví cũng như triệu tử đương dương Đời hằng gọi trào đường tiết thị Chớ học thoái tào gia mong ngụy, đừng noi theo đóng tặc lụy thân xem thấy đời trần hạ khó phân liếc mắt thấy trung thần ít kẻ người ngay thảo thiệt thà trời đẻ đứa gian tà lỗ nẻ chung ra con mồ côi không mẹ không cha nên nó đè cục nhà nó đụng người quân tử dĩ mưu trí dũng kẻ tiểu nhân bất tụng đảo màu giặc Bắc Kinh sớm đánh tối đầu. Đời ít kẻ lo sao xem trước. Thấy niệm Phật thật thà lấn lướt. A à dua vua hùa quần tước ngụy gia. Xem thấy đời con chẳng có cha. Mà bấy gọi rằng nhà an trị. Sao ai chẳng lo đền ân nghị. Học thầy nào tưởng trị vui sai lòng giẵn lòng tưởng chủ thảo ngay trí bền trí bỏ thay chẳng tiếc đạo quân thần nào ai có biết đấng anh hùng tử tiết danh thơm thà liều mình trả nợ áo cơm dòng tử mạng tiếng thơm muôn thuở đứa gian nịnh thấy càng mắc cỡ làm sao mà cho gặp thuở nên đạo tu niệm nhiều quên ít nhớ nở lòng nào đem dạ lấp ngơ chúng hạ trần nhiều nỗi bơ vơ đời hằng nói quên tư nhớ giải con sanh đẻ đem lòng biến cải đạo làm tôi sao phải đạo nhà nói khôn thời khôn thuở nên ba còn có dạy tới già cũng dạy sau bây chẳng xem đi xét lại đạo nam mô bay lại đành chê sống ở cảnh thác trở về quê làm sao cho khỏi chốn sông mê khá tu thân tưởng đạo ra bề nói thánh trước đặng về cõi thọ tu nhân đạo cứu trong một họ phải lo bề thượng thọ quy căn của ở chùa thấy dễ nhiều ăn mà lỗi thửa búa trăng rìu nguyệt. Đạo tu niệm nhiều tà ít thiệt, con trong nhà bụng biết làm sao, vẫn còn nghèo phải chịu lao đau, dĩ như thuở tiết giao tị nạn, sức bê giỏi như chàng kim đạn, dây tống trào giấy loạn bao lâu, người ở đời xét trước lo sau, loại phản chúa đứt đầu có bữa Con nhớ mẹ như lòng khát sữa Trời đã mang bụng chữa chờ ngày Vắng gỗ kêu chẳng thấu lòng thầy Mòn hơi khóc còn đầy đọa tớ Ăn cơm chúa kẻ quên người nhớ Đất nam trào kẻ ở người đi Mới lạy lên lạy xuống kiến gì Cứ quen cuộc xưng bi tư chủ Đạo niệm Phật không cầu không rủ Sách nói rằng nhất chủ bi gia Học đạo lành sợ lỗi quốc gia Đời ít kẻ xét ra đạo Phật Đất dày vuông chở che vạn vật Trời cao tròn xoay khắp muôn dân Nhân nhân điều các hữu kỳ phần Trốn trốn lại dĩ ân đợi giận Người quân tử lo dày công trận, Kẻ tiểu nhân tranh thực giận hờn. Làm sao mà trả nợ mười ơn, xử nhân đạo cho hơn trần tục. Chẳng đi tu lo đền dưỡng dục, mãn lo nghèo phàm tục đọa thân. Trung tống trào một tướng trịnh ân, nịnh hớn thất phi ân lữ bố. Sao bấy lại mà không biết hổ? đất nam trào tiên tổ chôn đâu rồi mài sừng trâu cũng quần trâu chạy mãn kiếp rõ hầu ra khỉ hãy mặc trụ vì chân đắc kỷ nối tề trào ơn nghĩ tam cung mình hờn mình ghét nịnh thương trung đừng thấy những chuyện hung tha thiết người quân tử chí tâm ai biết đất nam trào Trả nợ tiếc thân. Người bạc ân để đó có phần. Giọng cao rộng một lần này tuyệt. Cường thượng đế không lo nam diệt. Áo nam trào chẳng biết ơn vua. Dĩ cũng như lương giỏ lập chùa. Ngày sau cũng bốn mùa hương lạnh. Tu đạo đức giữ bề hiếu hạnh. Người làm lành tiên cảnh nặng lên mình xét mình biết lẽ hư nên xác phạm tục pháo tên đừng sợ ấy mới gọi rằng người trả nợ khen cho người chẳng sợ lưới dương thấy hạ trần nhiều nỗi tai ương sao không sợ xa đường địa ngục chí tên niệm đặng mà lánh tục phải lo bề dục báo thâm ân đặng mà để các lân một tiếng đời thầm khổ dậy nên phiến biến hạ tây trào lòng khiến lại dây cơn nguy biến giải dây trả nợ thấy cơn khó giúp nhau tư trợ gặp hội giàu bưng bợ ai màng chốn tam châu thấy bỏ lớp đàn nơi địa ngục muôn ngàn thiên hạ tu hình dạng ngày sau mắt đọa giữ lòng lành dạng họa giai tiêu Xem thấy đời sống ít thác nhiều Ăn có bữa lo chiều không bữa Dĩ như thể một muôn xe lửa Nước một chung chữa đặng mới màu Ai ai đều túng nhĩ hàng đầu Thời bất đạt còn sầu để đó Loài săn cỏ thấy ngay chẳng ngó Lo cho mà không ngõ lấp thay Cơm của trời ăn phải nói ngay đất của Phật ở đây giữ đạo. Tưởng ái quốc lo đền cơm cháo, lo hớn trào giả tợ gươm đau ví cũng như cá cạn ở ao chờ một hội mưa giàu biết mặt trào nhà hớn ngô Tào xanh giặc tỷ như hồi tiểu tặc tân châu trời còn thương giúp trận gió lâu nên chúng nó đâm đầu vào bụi Đảo đàn đếm kêu nhau bằng tuổi, Xá chi loài bùi bụi tro bay, Thấy lũ gian mà sợ cho bay, Thác có bữa muôn ngày hết chuyện, Chẳng nhớ thuở bao công sự kiện, Thập bát niên tráo chúa hoáng miêu, Hạ nam trào yêu quỷ thiệt nhiều, Nên trời Phật xử tiêu chớ oán, Thấy ăn nói nhiều lời ngao ngán, mình oán mình, chớ khá oán thiên. Lo là lo, cơ nghiệp chưa yên. Cám là cám, đảo quyền bá tánh. Thương thiên kim là người đồng tánh, lo đường trào di cánh ngày sau. Thấy võ hậu thiết kế mưa sâu, tru họ tiết bền lâu sao đặng. Múc nước trong, xúc chùi đồ cặn người ở đời lội lặng hết hơi ai nghĩ ai đầu chẳng đội trời người nghĩ người chân không đạp đất muốn di cánh lo bệ tân thất tại lòng người dạ bất tùng quy khen cho đời sao chẳng xét suy mà lấn lướt làm chi đạo phật trời đã khiến nhiều loài súc vật nó hại người niệm phật chẳng yên Ngoài kim phiên giấy động các miền Trong trào chánh bất tri tiền thế Thương lữ giọng lòng không dông phế Tưởng thái công mưu kế để dành Mặc ý ai ngây dại khôn lanh Đời ít kẻ công danh chẳng tưởng Để mà lo đạo lý di lương Đừng học thói nhà thương bí trọng đừng ngó thấy trời còn cao rộng mà đem lòng phản chúa lộng ngôn một đứa hư hư hết cả môn đời hằng nói hết khôn tồn dại mãn căn trước nay đà trở lại con một nhà khôn dại thời khó đất ruộng thuấn năm dây cày ló trời ruộng nghiêu thấy ít có nhiều Cám thương nỗi ngư tiểu canh mục, Lòng làm lành phàm tục lánh xa. Thế nói rằng gà ở một nhà, Mà bôi mặt đá nhau mới lạ, Mê trần tục càng ngày mắc đọa Chốn thiên đường chê lạ chẳng lên, Người ở đời ai cũng muốn nên, Phần chẳng có dội quên hiếu nghĩa của cha mẹ con đừng rút rỉa mình xử mình trung nghĩa thời nên căm hờn thay lưu khởi vội quên thẩm trách bấy mau duyên hậu hận tôi phản chúa phi ân dĩ tận ăn cơm nào lo tận phiên trào nước thời trong cá lội ở ao ngồi miễn giếng coi sao bắt đầu thương nghĩa quan công phò nhĩ tẩu lòng thảm sầu lo hớn cản sầu ai ai đừng sớm đánh tối đầu mà lỗi đạo ruộng sâu câu cá sao chẳng xét hổ trang nằm giá mà không bị thẹn kẻ khóc măng đừng thấy trăng lòng muốn phủ đèn đồ yêu quỷ nó khen rằng giỏi Miền địa ngục âu lo cho khỏi, Chốn thiên đường ai giỏi đặng lên. Con trong nhà chẳng biết hư nên, Người thiên hạ mặc tình quên nhớ. Đảo chồng vợ là căng là nợ, Đời bây giờ chẳng biết nợ căng, Của mình làm, mình cúng mình ăn, Đừng khoét dách, bẻ măng mà tội chớ bắt chước theo chàng dương bụi tận gia tài mắc tuổi hồn ma khó nổi người xét tới chỉ ra đời ít kẻ cải tà quy chánh thấy niệm phật ăn no lòng tránh người làm lành nhất tánh nhất tâm trụ hôn dâm thời trụ lại lầm tù tây bá cam tâm phải chịu nghĩ nhân nghĩa nên con liệu điệu tưởng gì cha con chịu võ vàng để cho mà thiên hạ dọc ngang nguyền chứng có hoàng thiên hậu thổ nay trở lại lo đền thủy thổ người ở đời có tổ có tông thấy những loài lũ kiến chòm ong sao không sợ lỗi trong điều luật chưa khổ bấy mà than tiếng cực chẳng coi người trung trực làm sao thấy thiên luôn lận đận lao đao phò hoàng tử biết sao bắt chước xét thuở trước công dày nhà nước đời bây giờ khó bước lên thang cảm thương chàng ngũ thiệu ải quan mà giả dại qua đàn một thuở nghĩ hồi trước xét nay mắc cỡ nói ít lời than thở hả hơi biết làm sao cho đặng sống đời chừng nào đặng thảnh thơi mà đợi công danh lợi trải đời một thuở chớ biết rằng than thở về đâu ví cũng như lục thị thảm sầu nương linh tự giọng cầu trời phật cảm thương gã lan châu tàn tật người trung thần niệm phật cũng tiêu căm hờn thay một lũ quần yêu hoàng phi hổ tỷ căn tiêu đốt Người trung nghĩa giàu dông cũng tốt, Kẻ nỉnh thần chẳng mốt thời mai. Căm dẫn loài phân cõi chia hai, Tô bửu thị chiều mai cũng chết. Chở ngó thấy nói ra câu kết, Con một nhà giữ nết mà ở. Người niệm Phật nghèo thời nghèo thuở, Kẻ bảo tàng bao thuở làm nên cây mọc đâu dưới đất mọc lên làm người ở có trên có dưới cây dầu héo có người lại tưới người làm lành gặp nước thời tươi dĩ cũng như thiên tuế tức cười thời lý đáng nên người nối nghiệp Ví thuở trước nay theo sao kịp giải với trời cơ nghiệp đặng nên tưởng một lòng an phận bề trên, ngày sau thấy hư nên thời biết, theo đầu ngụy là chàng nhân tiết, xa một đàn thác biết bao nhiêu, giác với đời ít kẻ thương yêu, gặp một đám mưa chiều mới thấy, lòng chí dốc lo bề cài cấy, đặng chờ ngày cắt gặt dí bộ đạo nam mô ít kẻ ra vào đường đạo tạc nhiều người lái giảng tên đặng sanh xưng con tổng quản chàng làm ngang bắt gái qua đàn bị hớn minh xử gã điêu tàn đừng học thói dọc ngang cận địa thương mấy kẻ nói lia nói lịa đời nhiều người cận địa diễn thiên nói theo đời nghiêu thuấn thời yên chẳng nhớ thuở mục liên dáng thế con vì mẹ nên con thiểu kế tại nơi trời biết kể làm sao có nước thời cá mới ở ao bằng khô hạn làm sao mà sống đường địa ngục nhiều người đi xuống chốn thiên đường như ruộng bỏ hoang một ngàn người cũng muốn giàu sang Ai lại muốn chi đàn nghèo khổ Đạo niệm Phật thì lao thì khổ Phải làm giàu nhiều kẻ nam mô Mặc ý ai ăn cướp giật đồ Mà học thoái gia tô trối kệ Đời nay khác chi đời u lệ Mà gọi rằng miêu duệ tử tôn Thân thể này như thác chưa chôn Giữ sau đặng tích tồn tại hậu đạo niệm phật kêu cô kêu cậu người chê rằng đạo lậu quốc gia đạo nhà thờ kêu cố kêu cha nhà nhà lại một lòng một dạ thấy những người ở đời khác lạ người làm lành dạng họa xảy qua khó biết đời tôi nghĩ chẳng ra làm sao khỏi diêm la hành tội nhớ tích trước lý thân vong bụi Nghĩa kim bằng gửi tội hoàng thiên Mình trách mình Thời giận đảo điên Ai đen bạc hoàng thiên chứng chiếu Đừng dối thế nhân dân đàm tiếu Xuống hạ trần giả chiếu Phật sai Tai bồ đề miễn niệm như lai Đặng kiếm bắp kiếm khoai về độ Ra khỏi cửa xưng di bá hộ Giả chức màu cứu độ người ta Mà đem lòng với Phật thích ca Sao thác xuống diêm la đừng trách nhưng tử trực trong anh xa cách Giận trong lòng thẩm trách võ công Mã còn dung đem dạ bắt đông Đồ vô loại sao không biết hổ Thường thái khanh lo đền thủy thổ Ép tấm lòng dụ dỗ nguyệt nga đảo làm tôi sợ lỗi quốc gia bởi nịnh thị mới ra chuyện đó loài săn cỏ ăn no lo báo khỉ dồm nhà tai áo ông xanh để cho mà thọc chuột khôn lanh thác có bữa mong tranh trào chánh trần thống chế thương người đồng tánh ở ải ngoài chẳng tránh gươm đao lòng kiệt hào bảy lượt sáu thao trải trần thế xiết bao khó nhọc người nghe thảo tấm lòng vàng ngọc mặc thế tình kể dọc người ngang thấy từ quân chánh vị thiên ngang, mà sanh giả lăn loàn lấy tớ tề bội ước trần gia căng nở nở lòng nào nghe tớ dứt tơ trách phan châu đem dạ lấp ngơ vong cựu nghĩa dò tơ làm rối rối nợ nước đây đà gỡ rối đó đem lòng dứt cội bẻ nhành đó gần ngay múa mỏ khôn lanh đây cũng chẳng tương tranh lấn lướt ăn cơm chúa quên sau nhớ trước hưởng tề trào quên trước ngó sau đừng đem lòng bụng phản miệng đầu mà chẳng sợ đau hầu rút vỏ. Nói chuyện quấy ít người nghe rõ, trâu thả lan, không cỏ mà ăn. Thấy đời này như thỏ ẩn trăng, mưa một đám thời măng mới mọc. Tưởng ái quốc đêm nằm trằn trọc, oán thiên lăng đêm dạ dọc ngang. Sai ung đình binh mã giấy loàn, bắt động mẫu lập đàn tiểu kế. Thương đổng thị lòng không dông phế Tưởng cơm trào chẳng kể đồ gian Chẳng hổ ngươi quần giận yếm mang Sao không thẹn với trang mang tượng Đền nợ nước công dày nghĩa trượng Giữ lòng ngay treo tượng dối trần Mặc ý ai ghét nghĩa oán nhân Lòng đây cũng dĩ ân bất oán Mẹ nuôi con kể năm kể tháng con nuôi mẹ kể tháng kể ngày nợ ở đời chưa trả lại vay chẳng xét dạy xét ngay thời khó chẳng nhớ thuở nằm co đồng cỏ mà quên nơi đất đỏ ở đâu ngán cho đời bỏ thảm bỏ sầu mà đem dạ vui đâu không biết của mình mất sao mình không biết lại thấy người trực tiếc mà ghét Nghe súng nổ kiếm đường mở bếp Hồi bình thời nói quét dễ nghe Muốn ở đời thì phải trồng tre Người nghe thẳng đừng nghe lời quấy Nghèo trần minh, nghèo thời nghèo thấy Tới diễn trường không giấy mà học Thương lý công, lòng vàng giả ngọc Chốn thỉ thiền, cực nhọc chẳng nại miễn là cho cơ nghiệp lâu dài, người giả dại nào ai có biết. Con mình đẻ trung quân nở giết, đưa gian tà mà tiếc làm chi. Dẫn thời suy đúc bạc ra chì, đời mấy thuở thác đi sống lại. Tham danh lợi mới nằm chờ đợi, sách nói rằng dục lợi hại nhân nở mười ân chưa trả chưa đền sao cho đặng ăn trên ngồi trước liếc mắt thấy chân dùng khó bước mãn lo nghèo việc trước quên sau lỗi cùng cha con lạy cúi đầu ơn nghĩa ấy để sao phật định căm hờn ấy trịnh hâm là nịnh lo mưu dùng gia định đồng nai mặc ý người muốn mốt hay mai người ngấy thảo nằm dài mà chịu. Mở miệng nói phải toan, phải liệu. Thương cũng nhiều, ghét chẳng bao nhiêu. Thương trung quân ruột thắt chính chiều. Ghét tà nịnh không quên trong dạ. Lòng những nghĩ việc nhà khác lạ. Mấy ai mà dạch lá tìm sâu. Vẫn còn nghèo nên phải cầm câu. Thời giàu có kẻ cầu người lạy đây không biểu đó mà che đậy dở ra thời mới biết dạy ngay để nằm đi nhiều kẻ dày bừa mưa gần tới sao chưa ngâm giống người ngay thác thác rồi lại sống kẻ gian tà biết thuở nào trông đừng đem lòng giả bướm kề ông thác có bữa không trông trở lại thấy thiệt thà bị chê rằng dại nghĩ phận mình xét lại chẳng khôn tần thủy hoàng đốt sách mà chôn nên phật khiến tiền tồn hậu thất người trung nghĩa phải lo còn mất đừng học đồ cà khất điếm đàn mà phá xóm phá làng cả lũ đạo làm lành nào ai có rủ mặc ý người tu đặng thì tu Khó biết bề biển thánh rừng nhu Ai rõ đặng trung thu danh chiếm Đạo đàn điếm thấy thời cũng hiếm Người làm lành dễ kiếm đặng đâu Ít có ai đào rạch bắt cầu Mà kết thảm mua sầu trong dạ Thấy đời ở, ở đời cũng lạ Nói ma ma phần Phật ít người Khen cho người, người chẳng có khen ghét cho kẻ kẻ thời không ghét. Người nói chánh một thương chính ghét, kẻ nói tà một ghét chính thương. Cảm thương chàng lương ngọc lụy ương, đi hành khất xa đường ngục thất, bởi nghèo khó ra thân cù bất, gửi thơ về thung thất đặng coi, người có lòng thơ gói vàng thoi trình sư phụ xem coi cho rõ nơi chiếm địa thấy dầu phơi cỏ Giái phật trời xoay tỏ lòng ngay bởi có non có nước có cây đời có dại có ngay khó ở một cuộc đất chỗ bồi chỗ lở mình thở than than thở một mình chữ có ai đem giả hữu tình mà lo đạo với mình một thuở nói cà dơ lâu ngày mắc cỡ phải lo bề dìu đỡ hè nghiêng cấm hờn thai bùi kiểm đảo điên giống tiền nguyệt lòng riêng một kế mắt thấy chị lòng dùng mưu kế loài xuất sanh còn để làm chi lại biểu rằng tượng rách bỏ đi chùa đóng cửa tu chi hương lạnh căm hờn bấy những loài ngang ngạnh vào quán trung chân mặt khôn lanh người làm lành dù lạnh cũng thanh kẻ hung bạo hôi tanh thời bỏ thầy đã gửi muôn ngàn ngọn cỏ sao chẳng lo nói nhỏ nói to cơm của trời nó muốn ăn no đất của phật ở lo xanh giặc thương tiểu đồng trong tinh vắng bạc đạo tớ thầy gây gắt nhiều phen lòng người ngay giữ phận khó hèn lều bên mã tối đèn sáng tỏ cương bá tánh lo đền ngọn cỏ Dậy mới rằng thỏ ẩn chờ trăng người có lòng sao có cơm ăn đừng làm chuyện lăng xăng mà đói cơm phơi khô để dành một gói muối mắm thời coi để có ngăn khá lo bề giữ việc làm ăn ngõ chờ thuở cung trăng nhành quế đời nhà hướng khổng minh mua kế lo ngày sau tế thế nam trào chớ đem lòng dội lý phụ đào mà chẳng đặng ra vào dinh thất chẳng nhớ thuở vì sao hướng bắc đến bây giờ nhị vị rất linh ngõ thấy sao cửu diệu thất tinh coi như thể tượng hình gần tỏ lo đạo đức khỏi dòng ngọn cỏ lo làm giàu cũng khó nổi lo vẫn còn nghèo hốt cát ra tro tới thời khá ăn no nằm ngủ phải gắn lòng mà trồng đu đủ để ăn nằm tu rủ mà hư dạ cẩu trư thì hư gia thế phải lo giùm mưu kế thời nên quan tư đồ lập kế bề trên mà sao lại không nên tại giận cũng mắc chữ tiền cừu hậu hận xét phẫn mình gửi dẫn hoàng thiên giặc kim phiên đánh khỏi tốn tiền tốn lỗ miệng mà an nhà nước con đẻ trước kêu bằng hai cả con đẻ sau kêu gã thứ ba con một nhà hai ngã người ta. Phật Ngài nói, con ma ma dắt. Dẫn thạch hổ lòng nam giả bắc, đuổi hồ văn chạy tắt đông tây. Thấy việc đời mà ngán dại ngay, trong rừng vắng không thay mà bỏ. Nói chuyện vậy ai từ ngoài ngõ, khen cho người không rõ về đâu chốn tam châu giả dạ dốc bắc cầu nơi sang lãnh đem sầu gửi đó đường thanh vắng không cho ai biết cơn giấy loạn còn tiếc làm chi mặc ý ai đem bạc đổi chì thời đi tới trường thi mà học giận dương ngọc nói ngang nói dọc mình giỏi gì mà học khinh khi Chữ phụ nhân giả bất tùng quy Sách hằng nói nhất dương di chủ Đừng học thoái con nhà không chủ Cơm của trời ăn ngủ thời hư Người trung quân tưởng đạo ưu tư Mà lo chỗ lưu cư tại hậu Công danh ấy sang giàu mặt kẻ Lo nỗi này Phật đẻ lần sau Đừng tương rau mà dối đạo màu người ngay thảo vọng cầu trời phật quả đời này nhân vật giữ đồng ai tu đặng giữ lòng thời khỏi châu thiên đức chăn dân một cõi ai có tài cho giỏi thời theo lòng cho bền xích chó đuổi heo thời mới thấy khổ nghèo thiên hạ châu công cẩn dùng mưu kế lạ Ngô tôn quyền giả dạ cầu hôn Chẳng xá chi một nắm đất cồn Mà chẳng dễ lưu tồn tại hậu Thường nhân nghĩa mới bày cơ lậu Đặng cho người lo hậu về sau Giữ cái đầu chẳng đứt thời lâu Đứng ngó thấy con trâu mà cởi Bạc bảy nén lòng đây đem gửi Vàng mười thoi dạ dốc cho người mặc ý ai muốn khóc hay cười mặc ý kẻ muốn tươi hay héo người quân tử ăn khôn nói khéo thấy người giàu nở héo mà thương nghĩ trương phi trung liệt nhất trường chơn thơ đạo không tường mật kế cù dạy lỡ hay rằng sự thế dạ tình cờ kế tại quân sư trời còn thương nhân nghĩa tồn dư phật đại độ công tư tại sở đời ít đặng đời này một thuở sao không tu mà đỡ cái thân chớ chê nhân nhân lại ăn trên đừng chê nghĩa nghĩa mà ngồi trước cá gặp nước cá thời lội trước chim túng lòng khó nổi bước theo vẫn còn nghèo thấy thế treo leo gà dở ổ con heo thức dậy dao của mình cầm gần trong cậy dám đem lòng sửa dại sửa ngay chim sổ lòng thời để nó bay cá gặp nước lội ngay thời rộng sủ quẻ diệt quẻ này gieo động đại quốc gia dạng giọng cửu trùng thời hưng thới anh hùng lai chiếm kháng bát quái đòi ly tầm kiếm nhìn lưỡng nghi tứ tượng xem tường thấy châu dương về phục nghiệp đường đời hậu hớn can cường chi mạo giọng hoàng ân giảng tuế giảng giảng tuế nam mô a di đà phật chép xong ngày 19 tháng 2 nhuận năm đinh hợi châu đốc hết quyển bốn dần tiền